Lưu anh em nhá, hôm nay lên hình cho anh em một siêu phẩm này. Đấy, chưa mở vải ra đã hot rồi các bạn. Bây giờ em sẽ mở ra và cùng anh em mình chiêm ngưỡng em này nhé các bác nhá. Điện đóm cực kỳ căng, đấy, chim cực kỳ thuần và bóng bộ phải gọi là siêu đẹp luôn anh em nhé. Đấy, chim thuần xách tay này, cầm tay hot này anh em này. Em này dáng dấp phải gọi là siêu đỉnh luôn các bác nhé. Đấy, anh em nhìn và chiêm ngưỡng em màu này, đảm bảo anh em sẽ thích. Chim rất là thuần anh em nhé, thoải mái anh em xách tay lắc lồng này các bác này. Đấy, chim vẫn đứng hót là mầm luôn, quá đẳng cấp phải không anh em. Mặc dù chim mới về nhá, về anh em từ trưa hôm nay. Đấy, và em đã cho tắm rồi, và treo cho hót đến bây giờ là chiều. Để em quay cho anh em xem, để em xem bây giờ là mấy giờ chiều này. Hôm nay là ngày 22 tháng 9, 16:21 các bác nhé. Đấy, quay cho anh em xem trực tiếp. Em này bóng bộ đẹp, mỏ mỏng, hot cực kỳ hay anh em nhé, đảm bảo với các bác luôn. Đấy, đẹp chấm hết luôn anh em ạ. Giọng hot rất hay nha các bác nhé, hot mọi địa hình luôn. Đấy, anh em ưng ý mẫu chim này thì có thể alo cho em qua số điện thoại là 0978 767689 anh em nhé. Chim hot thì quá thuần rồi, anh em nhìn này. Em lắc lồng cho anh em xem này. Đấy, lắc lồng em nó vẫn đứng ở cầu và ra rộng nha các bác nha, rất là tự tin luôn. Đấy, chơi cực đỉnh trên tay. Các bác nào mà yêu quý cái dòng chim thuần mà hot tốt rộng hay mà bóng bộ siêu đẹp như em này thì có thể alo cho em các bác nha. Mỗi chim mỏ mỏng nên là nó ra rộng rất là đều và hót rất là tốt anh em nhé. Đấy, ra rộng hay không anh em, quá đỉnh luôn. Mới về mà chơi và thể hiện như này là quá ok rồi anh em ạ, quá đỉnh luôn. Các bác cũng dành alo cho em Quân nhé các bác nhá. Chim tại Tuyên Quang và có ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Ạp. Quá thuần rồi, bởi vì nó cực kỳ thuần nên là nó rất là tự tin. Mình cầm, mặc dù mình cầm trên tay và mình trêu nó như này,
nhưng mà nó rất tự tin nên là nó ra được hết giọng của nó, nên là giọng rất là hay anh em nhá, rất là dễ chơi. Anh em nào ưng ý thì mạnh dạn alo cho em lần này các bạn. Giọng quá đỉnh luôn anh em ạ. Quá đẹp anh em nhé. Quá đẹp và giọng quá hay luôn. Lắc lồng tiếp cho anh em mình xem này. Đó, anh em mình thấy được cái độ thuần của nó nhé các bác nhé. Ạp. Siêu đỉnh phải không các bác? À, anh em nào kết thì alo cho em nhé các bác nhé. Thank you.
ạp. Siêu mỏ này anh em ạ, hot không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ anh em nhé. À, chơi trên tay mà chơi như này là quá đẳng cấp rồi. Em này mà cầm chắc phải hot từ giờ đến tối các bạn. Đấy, anh em có thể thấy từ đầu clip đến giờ nhé, hot không bỏ mỏ luôn, gọi là siêu đỉnh. Các bác kết alo cho em nhé các bác nha. Đấy, mới về thể hiện như này thôi. Mai sẽ có clip đẳng cấp hơn rất nhiều cho anh em xem nha anh em nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu mà anh em ưng ý nhá, alo cho em qua số điện thoại là 0978 767689 anh em ạ. Em cầm mỏi cả tay luôn. Quá đẳng cấp. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.